Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Sứ điệp buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái đề tài mà tôi gọi là đặt tên là nghe và thấy. Đề tài ngắn gọn vậy thôi. Vì sao vậy? Vì nó liên quan đến hai cái giác quan rất là cần thiết trên đời sống chúng ta, cặp mắt và đôi tai. Nhìn theo một con người mà mất đi đôi mắt và không còn nghe được nữa thì hầu như người đó không còn tồn tại trong thế giới này, cực kỳ bị thiệt thòi. Một người mù và một người điếc thì hoàn toàn không còn cảm nhận gì xung quanh nhiều nữa. Bởi vậy cho nên thế giới này và Satan cũng biết rằng nghe và thấy là hai giác quan rất là quan trọng của con người. Cho nên đời này và Satan đã khai thác tối đa. Anh dành thấy truyền thông, phim ảnh, âm nhạc, đủ kiểu hoa hoa. Cho nên tôi mới nói vui như thế này: nếu cả trái đất này đều mù và điếc thì Hollywood sụp đổ trong vòng 5 giây. Phim không ai coi, đúng không ạ? Những âm nhạc sập sình, rồi những cái vũ trường, tất cả mọi thứ đóng cửa hết. Ai vô đó để làm gì đâu? Vì mù và điếc rồi, có cảm nhận được gì đâu. Cho nên người ta lợi dụng, đời này lợi dụng, Satan lợi dụng cái giác quan nghe thấy của con người để dụ dỗ con người, để nắm bắt con người và để làm cho con người ta mê muội vào những điều đó. Và người ta thấy và nghe những điều mà thật sự không bổ ích, không bổ ích. Bởi vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về hai cái lĩnh vực này, về mặt thuộc thể và về mặt thuộc linh. Chúng ta có đôi tai, có cặp mắt trong thân thể này, nhưng về mặt tâm hồn của chúng ta nó cũng có tương tự, và chúng ta sẽ nói về điều này một chút. Có một điều là có thể anh chị em chưa nghe nó quen lắm, nhưng mà tôi nói cho anh chị em một sự thật như thế này: con người ta thấy điều gì, nghe điều gì, nó không phụ thuộc thực sự vào cặp mắt và lỗ tai, mà nó phụ thuộc vào cái lòng của con người đó. Có thể anh chị em sẽ thấy ngạc nhiên, cũng sao mục sư nói gì kỳ, cái mắt tôi mù vì sao mà tôi không thấy. Nhưng để tôi lấy một ví dụ cho anh chị em nghe nha. Có một gia đình nọ, hai vợ chồng chuẩn bị đến kỳ nghỉ. Người vợ thì đi chờ đợi cái ngày này cả năm rồi, để chuẩn bị đi du lịch ở một nơi mà nàng đã lựa chọn. Chờ đợi. Còn anh chồng thì vì bận biểu công việc làm áp lực quá, cho nên thật sự đến cuối năm anh không có đủ thời giờ để mà đi du lịch cùng với vợ của mình. Nhưng mà vì lý do đã hứa rồi, cho nên thôi bây giờ cuối năm miễn cưỡng, hai vợ chồng bỏ con cái ở nhà và cùng đi du lịch ở một nơi rất tuyệt vời. Sau cái kỳ nghỉ đó về thì người con gái yêu dấu ở trong nhà chạy đến với mẹ: bảo mẹ ơi, mẹ thấy điều gì trong chuyến du lịch vừa rồi? Và người mẹ bắt đầu kể: con ơi, biển đẹp cực kỳ, ôi mẹ đi trên đường mà có những cái cánh đồng rất là êm đềm, cừu bò dê nó đi khác thành phố chúng ta nhiều, ôi những cái phong cảnh mà phải nói là chưa bao giờ mẹ thấy trong đời, đẹp lắm con ơi, chắc chắn năm sau mẹ sẽ dẫn con đi cùng. Và cũng cùng một lúc đó, đứa con trai nhỏ thì chạy đến với bố: bố ơi, bố đi du lịch bố thấy gì, kể con nghe với. Bố nói: bố chả thấy gì con ơi, mệt mỏi lắm, thấy gì. Ôi đi mà áp lực đủ kiểu, bố chẳng thấy cái gì, nó cũng bình thường như ở nhà thôi. Đứa con trai thất vọng vô cùng. Và đó là sự thật anh chị em, đó là sự thật. Cái tấm lòng của chúng ta nó quyết định chúng ta thấy điều gì. Khi chúng ta đặt tấm lòng vào thì chúng ta thấy nhiều điều tốt đẹp, mà khi chúng ta thờ ơ thì chúng ta chẳng thấy gì. Các bạn nha, đó là sự thật. Và lẽ thật này chúng ta cần phải nắm lấy, vì nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta.
Và đó cũng là thật ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu một họa sĩ mà rủ một anh tay ngang để vào phòng tranh để thưởng lãm tranh thì đúng là thất vọng vô cùng. Đi về hỏi anh thấy gì, tôi thấy nó vẽ bậy vẽ bạ, chẳng biết cái gì. Còn anh họa sĩ xuống nghệ thuật này là tuyệt đỉnh, bức tranh này đẹp lắm, trị giá cả triệu đô. Còn anh kia nó quạt quạt mấy cái thứ đó mà triệu đô nào, nó mệt quá. Cho nên thật sự người ta thấy gì nó không phụ thuộc vào con mắt, nhưng nó phụ thuộc vào cái con người của người đó. Con người của người đó quyết định mình thấy và nghe cái gì. Một nhạc sĩ mời một anh tay ngang đi dự nhạc thính phòng, đi về xong hỏi sao anh nghe nó ỏi e như đờn cò, chẳng hay ho gì. Còn anh nhạc sĩ kia thì bảo buổi hòa nhạc hôm nay tuyệt vời. Cho nên những cái điều này nó đưa cho chúng ta đến một cái lẽ thật rất quan trọng và chúng ta sẽ học trong cái đời sống tâm linh của mình, trong cái bước đường mình đi với Đức Chúa Trời. Chúa sẽ cho chúng ta thấy và nghe nhiều điều, chắc chắn rồi. Ngài trình diện trong cuộc đời chúng ta nhiều cơ hội, nhiều những mặt khải, nhiều những thông tin. Nhưng anh chị em ơi, nghe và thấy được hay không, nó lại phụ thuộc vào tấm lòng của chúng ta. Đó là lẽ thật vô cùng quan trọng. Tại sao có những cuộc đời đi với Chúa tràn đầy ơn phước, nhận lãnh được nhiều điều, cũng có những cuộc đời tin Chúa đó, đọc một quyển kinh thánh đấy, đi cùng một nhà thờ đấy, nhưng mà tràn ngập những sự khô hạn và đau đớn. Bởi vì anh chị em ạ, thấy và nghe được thì mới nhận được. Anh chị em có amen với điều đó? Nếu chúng ta không thấy không nghe được thì mình đâu có nhận được. Rõ ràng phong cảnh rất tốt, biển rất đẹp, những cái điều rất tuyệt vời trong chuyến du lịch, nhưng người mẹ nhận được, người vợ nhận được, nhưng mà người chồng không nhận được. Đó không phải là phong cảnh hoàn cảnh thay đổi đâu, nhưng do lòng người thay đổi. Bởi vậy anh chị em, trong đời sống tâm linh mình cần phải thấy và nghe. Anh chị em biết không, ngoài cái thân thể này, anh chị em có một thân linh bên trong. Khi Đức Thánh Linh tái tạo anh chị em, làm anh em sống lại, thì thân linh anh em có mắt và có tai. Có mắt và có tai. Và cái mắt tai anh em á, nó nghe và nó thấy được những điều từ Chúa hay không, nó lại phụ thuộc vào tấm lòng của anh chị em. Đó là một sự thật. Và từ đó chúng ta mới hiểu được cái câu nói của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 5, trong bài giảng trên núi. Ngài nói rằng phước cho người nào có lòng trong sạch, vì người đó sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta đọc câu này mà mình không hiểu sâu sắc, tại sao Chúa lại nói lòng trong sạch thì nhìn thấy? Bởi vì tấm lòng nó quyết định cái sự chúng ta thấy và nghe. Nếu tấm lòng chúng ta đầy ô uế, chúng ta chỉ thấy những sự thuộc về Satan và đời này. Nhưng nếu tấm lòng chúng ta được rửa sạch, một tấm lòng ăn năn thống hối và một tấm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, sống cho Ngài, yêu Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Anh chị em, đó là sự thật. Và chúng ta cần lãnh hội hôm nay điều này để làm gì? Khi chúng ta đồng đi với Chúa, chúng ta đừng mù và đừng điếc. Nếu chúng ta mù và điếc do tấm lòng chúng ta quyết định, thì đời sống chúng ta rất thiệt thòi. Tôi nói với anh chị em rất thiệt thòi. Và ở trong Kinh Thánh có hai câu chuyện để nói về cái sự thiệt thòi đó. Trong Dân Số Ký chương 13 có kể một câu chuyện về những thánh tử, phải không em? Có lẽ chúng ta đã, anh em nào đi với Chúa và có đọc Cựu Ước thì sẽ thấy được cái câu chuyện này rồi. Tôi ở đây tôi sẽ nhắc lại một vài cái lẽ thật ở đây, một vài lẽ thật ở đây để chúng ta cùng học. Sáng Thế Ký chương 13, đây là cái thời điểm quyết định để dân 2 triệu người Do Thái bước vào xứ hứa. Và trước khi bước vào xứ hứa thì Chúa nói với Môi-se rằng hãy sai 12 thám tử đi giao thám sứ. Mỗi thám tử là làm đầu của một chi phái.
đi vào thánh đệ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy sai những người đi do thám xứ Canaan là xứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi chi phái các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình, tùy theo mạng lệnh Đức Giê-hô-va. Môi-se từ đồng vắng Pha-ra-ng sai các người này đi, hết thảy là quan trưởng của dân Israel. Anh em thấy không? Không phải sai một người tầm thường, sai một người đứng đầu, sai một người lãnh đạo để đi do thám, một người có trí thức, một người có tài năng, một người biết Đức Chúa Trời mới được đặt làm lãnh đạo mà. Sai đi. Nhưng anh em xem nè, kết quả trở về thì lại khác. Xứ Canaan không khác, nhưng mà kết quả của những người báo cáo lại cho Môi-se thì khác. Cũng một cái trụ này thôi, nhưng mà mỗi người về mô tả một kiểu. Các người nói cái trụ này tuyệt vời lắm, các người nói nó xấu quá cả. Đấy là cái cách mà chúng ta hay cư xử trong cái đời sống này, do cái tấm lòng quyết định, tấm lòng mình quyết định. Và chúng ta thử đọc xem như thế nào nha. Từ câu 27 nha: vậy các người ấy sau khi đi vào thám xong, thuật cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi ấy quả là một xứ đựng sữa và mật. Nảy hoa quả xứ ấy đây, này hoa quả xứ ấy đây, mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thì thật là vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng thấy con cái Anát ở đó, dân Amalek ở miền nam, dân Hê-tít, dân Jebusit, dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở phần gần biển dọc theo mé sông Giô-đan. Tức là họ báo cáo như vậy, không ạ? Rồi sau đó họ nói gì? Tiếp theo từ câu thứ 32: trước mặt dân Israel, các người đó phao phản sứ mình đã gia thám mà rằng: sứ mà chúng tôi đi khắp đặng nơi đặng gia thám là một sứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ có hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu Anát, thuộc về giống dên gian. Rồi chúng tôi thấy mình khác nào như con cào cào, họ cũng thấy chúng tôi giống vậy. Đây là 10 người về báo cáo. Anh em theo 12 người đi, có 10 người báo cáo như thế. Nghĩa là xứ thì đẹp lắm, tuyệt vời lắm, nhưng mà cái xứ này nó nuốt dân mình. Cái xứ này là cái xứ mà nó có thể hủy dân mình. Xứ này là xứ mà mình như con cào cào, còn họ là như xe tăng vậy, không cách gì vô được đâu. Cũng một xứ đó thôi, cũng một quan cảnh, cũng một con người, cũng một dân vậy thôi. Nhưng mà 10 người này lại nói như vậy. Còn sao đến cho em? Bắt đầu mình nghe có 2 người trong cái đoạn kinh thánh này lại báo cáo khác đi. Cả 2 người thôi. Cả 2 người. Anh em mình đọc xem ở trong đoạn 14 nha. 13, 14 thì chúng ta thấy câu 30: Ca-lép bèn làm cho dân sự đứng lâm bầm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Hai người báo cáo tích cực và 10 người báo cáo tiêu cực. Bây giờ tôi hỏi dân sự một câu nha. Hai người mà báo cáo tích cực là người nào? Tuyệt vời. Anh chị em nhớ rất tuyệt vời. Bây giờ tôi hỏi dân sự nha. 10 người báo cáo tiêu cực là người nào? Chẳng ai biết hết. Và anh chị em ơi, trong cuộc sống này, người ta chỉ ghi nhận những gì tích cực thôi. Còn nếu chúng ta sống một cuộc đời tiêu cực, không ai nhớ đến chị em hết. Thậm chí người ta không buồn mở cửa tiếp khách với anh chị em. Anh chị em đến cửa, nó lại đến rồi. Nó lại gieo điều mệt mỏi cho tao rồi. Thôi đóng cửa, tao lên lầu, tao nói tao đi bắn. Cuộc sống là vậy anh chị em. Cuộc sống này thuộc về Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng tích cực. Đức Chúa Trời là đấng làm mọi sự tốt lành.
Đức Chúa Trời là đấng mà cảm động lòng con cái của Ngài để nói, nghĩ và thấy những điều tích cực. Chúa đâu có xúi giục 10 người này nói ra những điều chết chóc đây đó. Và khi họ nói ra như vậy thì tên tuổi của họ chẳng ai nhớ luôn. Anh em tôi biết anh em đọc Kinh Thánh nhiều chỗ này rồi, nhưng không bao giờ anh em bảo là tên. Bây giờ mình thử ghi nhớ tên 10 người này coi, chẳng ai ghi nhớ rằng mấy người này cho xuống địa ngục hết rồi, ghi làm gì? Có đâu, không em thấy nhớ. Và cuộc sống chúng ta anh em ơi, khi mình có một cái tấm lòng đúng, phù hợp với Đức Chúa Trời, một cái tấm lòng mà xứng với Đức Chúa Trời, một tấm lòng đầy ánh sáng, thì thiên hà sẽ mở cửa rước anh chị em. Cho nên tôi mới nói với anh chị em như thế này: đạo của Chúa không phải là một tôn giáo, mà đạo của Chúa là mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ đó càng khăng khít thì xung quanh anh chị em sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực. Anh em càng có mối quan hệ gần với Chúa, gần gũi mỗi ngày anh em cầu nguyện thờ phượng Ngài, anh em nghe Ngài, lắng nghe, thấy Ngài, thấy những điều tuyệt vời từ nơi Ngài, thì xung quanh anh chị em này, cái bầu không khí xung quanh anh chị em là một bầu không khí tích cực. Ai bước đến gần anh chị em bình an lên, ai bước đến gần anh chị em vui mừng lên, ai bước đến gần anh chị em bệnh đừng lành lên. Đó là nguyên tắc căn bản ở trong đạo của Chúa. Đạo của Chúa không phải là một tôn giáo, đạo của Chúa là mối quan hệ, tức là mình gắn kết với Đức Chúa Trời. Con người càng gắn kết với Đức Chúa Trời thì càng nhận lãnh từ Ngài, mà càng nhận lãnh từ Ngài thì nó tỏ ra xung quanh và người ta nhìn thấy. Cho nên chị em, nếu trong cuộc đời này mình chỉ nhìn thấy những điều của đời này và của Satan, thì cùng theo nguyên tắc đó, xung quanh anh chị em sẽ tỏ ra một bầu không khí tiêu cực. Tại sao có những người mà người ta không muốn gần? Tại sao có những người mà ngồi uống cà phê với người này nửa tiếng là về con như là ế ỏi cả ngày? Tại sao có những người như vậy? Bởi vì xung quanh họ có một bầu không khí tiêu cực, tối tăm. Và khi chúng ta kết hiệp vào, chúng ta bị vạ lây. Đó là lý do Chúa nói chớ mang ách chung với kẻ, vì ánh sáng với bóng tối không hòa được, quỷ với Chúa không chung đụng được, điều thiện với điều ác không thể hòa nhau được. Đó cũng là cách để cho chúng ta hiểu được một lẽ thật rằng khi chúng ta bước đi với Ngài, chúng ta có một bầu không khí tích cực, và bầu không khí tích cực này thật sự nó ảnh hưởng ra thế giới xung quanh, và nó biến đổi thế giới xung quanh, nó làm cho thế giới xung quanh nhận biết Chúa. Anh chị em ơi, đây là một câu chuyện mà tôi vẫn nhắc lại cái lẽ thật hồi nãy. Anh em thấy gì, nghe gì không phải phụ thuộc vào mắt, tai anh em, mà phụ thuộc vào con người của anh em. Con người của anh em quyết định anh chị em thấy gì, nghe gì. Về mặt thuộc linh thì tai thuộc linh anh em thấy gì, nghe gì, và mắt thuộc linh anh em thấy gì, không phụ thuộc vào lễ nghi tôn giáo của anh chị em, không phụ thuộc vào cái nền tảng thần học của anh chị em, nhưng phụ thuộc vào tâm lòng của anh chị em. Đây là sự thật. Tấm lòng của anh em càng gần Chúa, anh em sẽ thấy ánh sáng, thấy những điều tích cực, thấy những điều mà anh chị em, Chúa muốn anh chị em thấy. Một cái câu chuyện nữa ở trong các vua 2 chương 6, sâu hơn một chút, nó không còn là tự nhiên nữa, mà nó là siêu nhiên. Để chúng ta có cái khao khát nỗ lực để nhìn xa hơn một sự kiện, một vấn đề, một con người, khi chúng ta nhìn vào một sự kiện, nhìn vào một con người, xin Chúa cho anh chị em thấy xa hơn, sâu hơn, thấy đằng sau đó có cái gì. Bởi vì cõi thật này ra từ cõi linh. Cái cõi mà anh chị em nhìn thấy bằng mắt này, nó ra từ cõi linh, tức là ra từ cái cõi anh em không thấy được. Và xin Chúa giúp cho anh em hôm nay, khi anh em nghe bài giảng này và anh em về khao khát với Chúa, lấy Chúa, xin mở mắt con, để con có thể thấy được điều Chúa muốn con thấy. Trong các vua 2 chương 6,
có kể một câu chuyện rất là hay và tôi sẽ đọc cho anh chị nghe. Từ câu 15. Đây là một câu chuyện, nó xảy ra trong cái bối cảnh là vua Syria dẫn quân ngựa xe bao vây cái núi mà tiên tri Elise với đầy tớ của ngài, của ông ở trên đó. Cái đêm hôm đó, vua Syria biết rằng Elise và đầy tớ của ông ở trên núi, cô đơn có một mình vậy đó, không có ai cả, không binh lính, không súng đạn, không gươm giáo gì. Cho nên vua Syria mới nói được rồi, ta sẽ sai quân đến bao vây cả cái núi đó, xem kỳ này ta phải bắt cho bằng được Elise. Bởi vì Elise biết hết mưu mẹo của vua Syria, làm cho vua đó không đánh trận được. Và bây giờ câu chuyện nó như sau. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương với thành. Người nói với Elise rằng, hỏi ơi Chúa ơi, chúng ta phải làm sao đây? Elise đáp, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đúng là này các bạn, bất bình thường. Cả hai người đang đứng dậy bảo là chúng ta đông hơn chúng nó. Nhiều khi, cho nên cái người mà người ta nhìn vào, những người tin Chúa, những người theo Chúa, đang nan đề đầy dẫy mà ông cứ nói Chúa lo, tôi chẳng lo gì cả, ông này thần kinh nặng rồi, chắc phải đưa đi Biên Hòa thôi. Đó là đôi khi cái người nói bởi đức tin làm cho cái người tự nhiên thấy sốc luôn. Ô, ông này bất bình thường. Chắc là ông này tới này lúc nào ông nghĩ, thôi ông tiên tri ơi, chắc ông sợ quá cho nên ông lò mắt hay sao mà ông bảo người của chúng tôi đông hơn chúng nó. Cả hai thầy trò đứng đây mà ông bảo đông hơn là đông sao? Không ạ? Ôi, nhưng mà anh em ơi, tiên tri Elise thấy cái gì đó mà đầy tớ không thấy được. Theo ạ, cho nên trong thế giới này nó có một điều bí mật, không phải ai cũng thấy như nhau. Không phải ai cũng thấy như nhau. Đó là bí mật. Thế giới thuộc linh bí hiểm và cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy được, không phải ai cũng lãnh hội được, không phải ai cũng có thể nhìn biết nghe được những điều bí mật ở trong cái vũ trụ này. Và ở đây câu chuyện này, Elise đã thấy cái điều mà đầy tớ của ông không thấy. Đầy tớ của Elise chỉ thấy ngựa xe, binh lính đó. Nhưng mà Elise thấy thêm một điều khác nữa. Mình đọc nha. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ của con để nó thấy được. Mở mắt. Và Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những người và xe bằng lửa xung quanh Elise. Anh em thấy chưa? Elise đứng đây thôi, nhưng mà ngựa xe lửa đầy xung quanh hết. Còn mấy cái ngựa xe bằng gỗ dưới kia là ăn thua vậy. Lửa nó đến nó thiêu cái là rậm bà chè lên. Đúng không nha? Cho nên Elise rất tự tin, Elise rất là bình an, Elise rất là an nhiên tự tại. Mặc dù vua Syri đang quay quanh, nhưng mà ông cứ ngồi uống trà bình thường. Rồi tụi bay muốn làm gì để đấy xử lý xong. Nhưng mà tên đầy tớ thì sao? Sợ hãi. Vậy thì bài học gì ở đây anh chị em? Nếu mắt thuộc linh anh chị em mở ra, anh chị em sẽ không sợ cái điều mà anh em từng sợ. Anh em sẽ không còn lo lắng cái điều mà anh em từng lo lắng. Anh em sẽ không còn bị đau đớn bởi những cái điều đáng lý ra. Anh em được hưởng bình an. Vấn đề chúng ta thấy gì, nghe gì trong cái thế giới này. Khủng hoảng đến, nan đề đến, bệnh tật đến, ma quỷ đến, người đời đến, giang hồ đến, xã hội đen đến. Anh chị em thấy gì? Anh chị em thấy nó cầm mã tấu đến, hay là nó thấy anh em thấy một thiên sứ cao lớn đứng xung quanh anh em? Đó là vấn đề. Bệnh tật đến, anh em thấy rằng mình phải trả toàn bộ tiền cho bệnh viện và chuẩn bị mua hồng 6 miếng, hay là anh em thấy Giê-xu là đấng chữa lành cho anh em? Cho nên cái vấn đề anh em nghe và thấy nó quyết định đời sống thuộc linh của
chúng ta. Và tôi xin nhắc lại chân lý là cái điều mà chúng ta nghe, chúng ta thấy không phụ thuộc vào mắt, tai, mà phụ thuộc vào con người của anh chị em là con người nào. Tấm lòng anh chị em là tấm lòng nào. Anh chị em hãy ghi nhớ chân lý đó. Đây là chân lý cốt lõi. Cho nên nếu chúng ta không hiểu chân lý này, chúng ta cố gắng làm cho mắt mình tinh tường, làm cho tai mình thính ra, để rồi mình nghe và thấy. Rồi về mặt thuộc linh thì chúng ta nói lạy Chúa giúp con để con nghe được tiếng của Ngài. Ôi giúp con để con thấy được khải thị của Ngài. Cái đây là cái phương pháp bị sai được. Lẽ ra chúng ta phải nói với Chúa, Chúa ơi hãy giúp cho tấm lòng con trong sạch, hãy để cho tấm lòng của con kết nối với Ngài, hãy để cho tấm lòng của con đẹp lòng Ngài, hãy để cho tấm lòng của con chỉ biết thờ phượng Ngài. Đầy dậy đức tin, đầy dậy mọi sự từ thiên đàng. Anh chị em à, tấm lòng anh chị em quyết định anh chị em thấy gì và nghe gì. Và tôi nhắc lại, sự mà anh chị em thấy và nghe từ Chúa nó quyết định cuộc sống của anh chị em có bình an không, có khỏe mạnh không, có vui mừng không, có trật tự không. Cho nên trở lại câu chuyện đầy tớ của Elise đầy sợ hãi, nhưng Elise thì đầy dậy sự an nhiên tự tại trong cùng một hoàn cảnh. Anh chị em thấy không ạ? Trong cùng một hoàn cảnh nhưng hai con người có hai trạng thái khác nhau. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng học được bài học. Có thể trong cùng một hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế đi, nhưng mà con cái Đức Chúa Trời lại cứ phay phay à. Còn con cái thế gian thì sao? Thôi ra cửa hàng kia coi có mì tôm gì tao mua hết về, chuẩn bị là không có gì ăn, lo lắng bất an ngủ được, không biết chừng nào Covid nó đến thăm à, đúng kiểu à, các kiểu lo. Nhưng mà con cái Đức Chúa Trời thì nói sao? Chúa bảo vệ tao, thiên sứ đóng cọc xung quanh những kẻ kính sợ nghe, tường lửa bao quanh nhà tôi. Ai đúng được? Và đó khiến cho chúng ta bình an. Điều quan trọng là chúng ta phải thấy, phải nghe, phải biết và chạm được với thế giới thuộc linh. Chúng ta đi tiếp. Và cái từ cái chỗ mà nghe thấy đó, chúng ta sẽ hiểu được hai câu kinh thánh. Hai câu kinh thánh mà anh chị em có thể anh chị em đã thuộc rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta chưa hiểu tại sao à. Như bữa trước tôi đã nói, khi mình đọc kinh thánh mình phải luôn luôn đặt câu hỏi tại sao. Câu thứ nhất là Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16-17, lời Chúa chép vậy: anh em hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Không ạ? Câu đó anh em quá thuộc rồi gì. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh em là tại sao mình phải cầu nguyện không thôi? Đó là vấn đề. Tại sao vậy anh chị? Tại sao mình phải cầu nguyện không thôi? Tưởng dễ mà khó lắm à. Hả? Tưởng dễ mà khó lắm à. Và bởi vì chúng ta không hiểu được tại sao, cho nên đôi khi chúng ta nói Chúa nói chơi vậy thôi chứ ai mà cầu nguyện không thôi được. Thôi kệ đi, mình cầu nguyện ăn cơm ngày ba bữa được rồi à, sáng amen, chiều amen, tối amen, đi ngủ được rồi. Cầu nguyện chi lắm thế. Và từ đó chúng ta có những đời sống thuộc linh hồi hộp. Hồi hộp. Chúng ta hồi hộp bởi vì chúng ta không hiểu tại sao. Chúng ta không trả lời được tại sao mà mình lại phải cầu nguyện không thôi. Cho đến khi mắt thuộc linh chúng ta mở ra, cho đến khi chúng ta nghe và thấy được điều mà Đức Chúa Trời nói. Đó là, anh chị biết lẽ thật này không? Con người cần Chúa luôn luôn. Cần Chúa luôn luôn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khi mình bệnh mình mới cần Chúa, khi mình nợ mình mới cần Chúa, ô khi mình chuẩn bị xung đột gia đình mình mới cần Chúa. Người ta nghĩ vậy và đến gặp người Đức Chúa Trời, ô cứu con chữa lành, ô để gia đình con em ấm rồi, em ấm rồi, thôi bài Chúa nhé, bài còn phải cần à. Đôi khi chúng ta nghĩ vậy
Nhưng anh em ơi, sự thật không phải vậy. Tôi nói với anh em sự thật là anh em cần Chúa 24/7 luôn. Anh em ngủ mà không có Chúa anh em không bao giờ thức dậy được. Lòng ngực anh em hít ra thở vô mà không có Chúa, anh em hít vô thở ra cũng được, 5 phút sau là ngày đỡ căn cứu luôn. Và nếu chúng ta bước đi như thế này, anh em ơi, không có Chúa đầu gối anh em không dở được. Không có Chúa anh em không đi được. Không có Chúa anh em không nói được. Có một số người ngủ dậy xong miệng méo luôn, nói không được. Cho nên khi chúng ta hiểu một lẽ thật là anh chị em ơi, mình cần Chúa luôn luôn. Mình cần Chúa 24/7, mỗi giây đồng hồ trôi qua. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài cho con sống. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài con được bình an. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài tim con vẫn khỏe. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài dạ dày con vẫn tiêu hóa thức ăn được. Lạy Chúa, đại tràng con vẫn ok. Đại tràng mà nó biểu tình mà lại càng không? Những chuyện rất đơn giản đó, nhưng mà nếu nó biểu tình thì anh chị em sẽ không khổ vì nó. Nhưng anh chị em ơi, ai giữ cho những nội tạng của anh chị em hoạt động? Bởi quyền năng của Chúa. Quyền năng đó Đức Chúa Trời đã hạ vào Adam từ một cục đất. Từ một cục đất, Đức Chúa Trời hạ hơi vào Adam. Và Adam nên một loại sinh linh. Cái chữ sinh linh đó là nghĩa là linh hồn sống. Nghĩa là khi quyền năng của Đức Chúa Trời hạ vào cục đất này thì mọi cơ quan nội tạng bắt đầu chuyển động. Giống như một cỗ máy vậy đó. Khi người kỹ sư ráp xong xuôi rồi, ráp hết rồi, bắt đầu sao? Giật bánh lan cao bắt đầu chuyển động. Nước bắt đầu bơm lên, mọi thứ bắt đầu chạy. Ok. Thì mọi cơ quan con người giống vậy. Và nhiều khi chúng ta không hiểu lẽ thật này, mà mình nghĩ rằng Lạy Chúa, con chỉ cần Ngài lúc cũng bình thôi. Còn bình thường thấy Chúa đâu mà cần, con vẫn sống bình thường. Không phải vậy. Còn có người cũng nói như thế này: Lạy Chúa, con chỉ cần Ngài lúc con nợ thôi, còn khi trả nợ xong rồi con tự sống được, Chúa yên tâm. Nói thế không ạ? Nhưng anh em làm đấy. Anh em làm đấy. Khi anh em trả nợ xong, anh em làm ăn có tiền có bạc, anh em mua nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều đất, nhiều xe, thì tôi nói với anh chị em nè, nhiều người sẽ ganh tị anh chị em hơn, nhiều người sẽ dòm ngó để hạ bệ anh chị em hơn, khách hàng xung quanh sẽ cạnh tranh với anh chị em nhiều hơn. Và nếu Đức Chúa Trời không giữ cho anh chị em thì những sự đó còn không? Không, còn. Làm ra tiền là khó mà giữ tiền phải khó hơn. Có đúng không chị em? Cho nên tôi mới nói là người nghèo cần Chúa là một chuyện rồi, chuyện đó ai cũng dễ hiểu rồi. Nhưng người giàu có lại cần Chúa hơn. Người quyền thế cần Chúa hơn. Nếu anh chị em lên quyền thế giàu có mà anh em không có Đức Chúa Trời bảo vệ, tống anh chị em vô tù ngồi liền. Đó là sự thật. Sự thật là như thế. Cho nên khi chúng ta ở trên đỉnh cao mà không có một đấng gìn giữ thì anh em nguy hiểm hơn người như thế. Cho nên tôi muốn thay đổi tâm trí của anh chị em ngày hôm nay. Bởi vì nhiều người nghĩ rằng mình có tiền rồi cần gì Chúa. Sai lầm đấy. Mình có địa vị rồi cần gì Chúa. Mình đập bàn hết ra lửa rồi cần gì Chúa. Sai đấy. Anh em hãy thay đổi lại. Lạy Chúa, con cần Chúa luôn luôn. Amen. Và đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói anh em hãy cầu nguyện không thôi. Anh em hiểu không ạ? Mình cầu nguyện không thôi là thể hiện rằng Chúa ơi, con không thể sống thiếu Ngài. Chúa ơi, con không thể cử động được nếu thiếu Ngài. Chúa ơi, con không thể làm việc kiếm tiền được nếu thiếu Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa Giêsu cho con mọi điều. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài 24/7 này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và đó là cầu nguyện không thôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Bằng cách đó, chúng ta kết nối với Đức Chúa Trời liên tục. Trong tâm trí chúng ta không có một giây phút nào mình ngắt kết nối với Chúa. Trong tâm trí chúng ta không có một giây phút nào mình sống độc lập. Trong tấm lòng chúng ta lúc nào cũng thờ phượng Ngài. Lạy Chúa, bây giờ Ngài là nguồn của con. Và chúng ta luôn nghĩ về Ngài. Trong tâm hồn chúng ta nghĩ về Ngài. Chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta nói những lời biết ơn Ngài. Đó chính là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói. Amen chị. Amen. Và một câu kinh thánh thứ hai
mà chúng ta cũng không hiểu tại sao. Đó là Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuột, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Tôi cũng hỏi hỏi Thánh của Chúa, sao phải cầm đầy dậy Thánh Linh? Dĩ nhiên đừng say rượu thì ai cũng biết rồi, đúng không? Rượu nó vô là lời nó ra rồi, đánh đấm đâm chém mệt lắm, cái đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà với thứ hai là phải đầy dậy Thánh Linh. Tại sao? Thế tôi không đầy dậy Thánh Linh, tôi vẫn giảng được, tôi vẫn phục vụ Chúa, tôi vẫn đứng trong chức nọ chức kia, trong tất cả các hội thánh, tôi vẫn có bằng tốt nghiệp thần học đủ kiểu hết, tôi vẫn địa vị cao trong tôn giáo, mà tôi chưa bao giờ nói với Chúa rằng hãy đầy dậy Thánh Linh cho con. Tại vậy, đó là sự thật. Nhưng mà sao Chúa lại bắt là phải đầy dậy Thánh Linh? Đó là vấn đề. Anh chị em ơi, vấn đề chúng ta cần phải hiểu chỗ này, để chúng ta có thể thấy và nghe được điều Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta, và trả lời được câu hỏi rằng tại sao mỗi con cái của Chúa phải đầy dậy Thánh Linh? Vì đó là mệnh lệnh. Tiêu chuẩn này mà không đạt được thì anh em hãy coi lại đời sống của mình. Giống như trong xã hội ngày hôm nay, người ta đặt một cái tiêu chuẩn của một công dân là phải tốt nghiệp phổ thông. Nếu anh không tốt nghiệp phổ thông thì xã hội ghi vào trong anh là thất học. Tiêu chuẩn. Cho nên tiêu chuẩn của mỗi con cái Đức Chúa Trời là đầy dậy Đức Thánh Linh. Nhưng tại sao? Vấn đề là vậy anh chị em. Chúa tạo con người theo hình ảnh của Ngài, cho nên mỗi một con người Chúa ban cho những tài năng khác nhau. Có người thì vẽ rất đẹp, có người đánh đàn rất hay, có người hát rất hay, có người thì diễn thuyết rất là thuyết phục, có người thì ngoại giao, có người thì làm những cái công tác xã hội rất là năng nổ. Và những tài năng đó tôi gọi tạm gọi là tài năng tự nhiên của con người, sinh ra đã có, và nó chẳng liên quan gì đến cái chuyện anh em tin Chúa hay không tin Chúa cả. Anh em tin Chúa nó cũng có, mà không tin Chúa nó cũng có những tài năng đó, chẳng liên quan. Và cái thách thức của hội thánh ngày hôm nay là chúng ta đã sử dụng những tài năng tự nhiên này để phục vụ một Đức Chúa Trời siêu nhiên, và khiến cho chúng ta không hiểu tại sao mình lại phải cần đầy dậy Đức Thánh Linh. Không đầy dậy Thánh Linh tôi vẫn hát hay mà, không đầy dậy Thánh Linh tôi vẫn chuẩn bị bài giảng được mà, không đầy dậy Thánh Linh tôi vẫn đàn được mà, không đầy dậy Thánh Linh tôi vẫn đi làm từ thiện được mà, tôi vẫn học thần học được mà, tôi vẫn tốt nghiệp mà, tôi vẫn đạo đội mũ mặc áo như ai mà. Việc gì phải đầy dậy Thánh Linh? Chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết rằng để phục vụ trong hội thánh của Chúa, chúng ta không phải cần chỉ tài năng tự nhiên là đủ, mà chúng ta cần tài năng siêu nhiên. Câu Kinh Thánh thuộc lòng anh chị em, thấy sứ đồ Phaolô nói mà, tôi không nghĩ rằng những gì tôi có là đến từ chúng ta. Sứ đồ Phaolô là một giáo sư Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô được học dưới chân của giáo sư Gamaliel. Ông là một người có địa vị, ông là người học cao hiểu rộng. Nhưng khi ông đến với Chúa Giêsu, ông gặp Chúa Giêsu, ông bước vào hội thánh ông phục vụ, ông nói rằng mọi sự tôi có như là lỗ hết rồi, tôi vứt hết. Và bây giờ để phục vụ Chúa, tôi cần tài năng đến từ Ngài, đến từ Đức Thánh Linh, đến từ chính Thánh Linh thì tôi mới có thể phục vụ giao ước mới được. Vì giao ước bằng chữ thì sinh ra sự chết, nhưng giao ước của Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an. Cho nên chị em ơi, nếu anh chị em phục vụ hội thánh bằng tài năng tự nhiên, anh em sinh ra sự chết. Sự chết là gì? Kiêu ngạo, chia rẽ, tranh đấu, ganh gỗ, say sưa, bề đảng, mê uống cùng tất cả. Tại sao hội thánh chia rẽ? Tại sao hội thánh tranh cãi? Tại sao hội thánh ganh tị? Tại sao hội thánh ghét những người được ơn? Tại sao thế này? Tại sao thế nào? Bởi vì chúng ta sử dụng những tài năng tự nhiên để phục vụ trong hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta được đầy dậy Thánh Linh, chúng ta khác. Khác liền. Nếu chúng ta được đầy dậy Thánh Linh, chúng ta bắt đầu vận hành trong chín ân tứ của Đức Thánh Linh.
Và đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn hội thánh của Ngài phục vụ. Nếu không thì Kinh Thánh ghi trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 làm gì? Tụi đồng anh em nghe nha. Cô-rinh-tô nhất chương 12 từ câu 7 đến câu 11 chú ghi rất là rõ ràng, nhưng mà đôi khi chúng ta không có để ý tại sao Chúa lại ghi như vậy, tại sao Chúa lại cần như vậy. Tụi đồng anh em nghe. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều sự ích chung. Vả người này nhờ Thánh Linh được lời nói không ngon, kẻ kia nhờ một Thánh Linh được lời nói có tri thức. Bởi một Thánh Linh cho người này được đức tin, cùng bởi một Đức Thánh Linh cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì phân biệt các thần, kẻ thì nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì thông dạy các thứ tiếng ấy. Câu 11, mọi điều đó là công việc của trong một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát ban cho riêng cho mọi người. Và như thân là một, có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Anh nhận thấy không? Đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói để có trong hội thánh. Ngày ông ao ước rằng trong hội thánh sẽ vận hành những điều này, chín ân tứ này phải được vận hành, chứ không phải chỉ là những tài năng tự nhiên của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì anh em hát hay đàn giỏi, cảm ơn Chúa vì anh em siêng năng có sức khỏe, cảm ơn Chúa vì anh em có thể làm kiến trúc, xây nhà, vẽ bản vẽ, cảm ơn Chúa. Nhưng anh em ơi, những thứ đó là không đủ đúng tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn có trong hội thánh của Ngài. Ngài muốn trong hội thánh của Ngài chín ân tứ và nhiều ân tứ Thánh Linh siêu nhiên phải được vận hành. Để làm gì vậy? Để cho mỗi một người được sự lợi ích chung. Anh em đến hội thánh mà ân tứ Thánh Linh không vận hành, anh em đến mà anh em về con người anh em như không thay đổi gì, đang buồn rầu đến về buồn hơn, đang bệnh đến ngồi mấy tiếng nghe một sư ông giảng xong về mệt bệnh hơn. Bởi vì chúng ta không được Đức Thánh Linh phục vụ, bởi vì chúng ta không được những quyền nguồn lực siêu nhiên phục vụ. Và Ngài chỉ phục vụ dân sự Ngài qua gì anh em? Qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh vận hành trong những con người đầy dạy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh vận hành trong những con người mang lấy những ân tứ mà Ngài ban cho để ân tứ để phục vụ và xây dựng thân thể của Ngài. Anh em bình đến hội thánh, ra khỏi hội thánh khỏe luôn. Có phải anh em vỗ tay cho Đức Chúa Trời không? Đó. Chắc là như thế. Anh em bị quỷ ám đến hội thánh, anh em ra về bình an luôn. Có phải anh em ngợi khen Chúa luôn luôn không? Thấy Chúa được vinh hiển không? Còn nếu hội thánh không có đầy dạy Thánh Linh, không có ân tứ của Chúa, anh em ơi, nói câu nó hơi đụng chạm, chúng ta đang thực hành những nghi lễ tôn giáo. Và có người nói, thôi thì mỗi Chủ nhật mình đi hội thánh tin lành, ngày rằm đi chùa nữa cho nó chắc. Tôn giáo khác nhau gì đâu, vì họ nghĩ như vậy mà. Thôi thì tin lành là tin nó lành, còn bây giờ đi chùa thắp nén nhang cho nó chắc. Ủa có người tôi gặp, không phải nói bịa ra đâu, tôi gặp có người nói vậy đó. Mục sư hỏi chị ơi, chị bắt thêm nước rồi mà sao 15 tôi vẫn thấy chị đi chùa à, thì tin nhưng mà thôi đi chùa thêm cho nó chắc. Chứ mà đi tin lành không chắc. Phải không em? Cái tôn giáo nó khiến cho chúng ta lệch lạc niềm tin. Tôn giáo nó khiến cho chúng ta bại hoại từ trong tấm lòng. Tôn giáo nó khiến cho chúng ta không rời chạm, không cảm nhận được Đức Chúa Trời hằng sống của mình ở đâu. Phải không chứ? Cho nên hôm nay cái thách thức của hội thánh là, tôi nói thiệt là thách thức của hội thánh là, hãy để cho những ân tứ siêu nhiên của Ngài được vận hành trong hội thánh. Và anh chị em à, muốn như vậy, mỗi một anh em mình phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nói phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Anh em hiểu chưa? Cho nên khi mình thấy được, mình nghe được, mình hiểu được tận gốc rễ vấn đề, thì mình phải bắt đầu nỗ lực
mình mà bắt đầu quỳ gối trước Chúa: Chúa ơi, giúp con trần truồng thiếu thốn. Còn nếu mình không thấy được, tôi cũng được lắm. Đó, tôi nói hay, tôi đàn giỏi, tôi hát hay, tôi dâng hiến nhiều, tôi là kiến trúc sư cơ tiên, hội thánh cần gì là tôi hết, một tay tôi hết, và mình vỗ ngực và vinh hiển của Chúa bị che khuất. Nhưng khi chúng ta thấy rằng mình trần truồng thiếu thốn, khi chúng ta thấy rằng Chúa ơi, không có ân tứ của Ngài, không có quyền năng của Ngài, con chẳng là gì cả, thì chúng ta mới quỳ gối xuống và nói: Chúa ơi, hãy trang bị cho con, hãy giúp con đầy dạy thánh linh, hãy cho con vận hành và học được ân tứ của Ngài, để chúng con có thể đứng vào hàng ngũ của Ngài mà phục vụ anh em con. Có phải không anh chị? Khi chúng ta thấy được thì chúng ta mới cầu nguyện. Khi chúng ta có một tầm nhìn đúng thì chúng ta mới sống đúng mục đích. Còn tầm nhìn của mình ngắn quá thì mình sẽ không có sống đúng đâu. Người đời này tầm nhìn của họ chừng 6-70 năm thôi. Phải không? Người thế gian thì tầm nhìn của cuộc sống họ 6-70 năm. Và họ nghĩ rằng kiểu gì chẳng chết, cho nên thôi giờ chơi xả láng sáng gì sao, kiểu gì cũng chết. Và tầm nhìn họ 6-70 năm thôi. Họ gom góp cái này, gom góp cái kia, ăn chơi nhảy múa đủ kiểu rồi cuối cùng chết. Nhưng con cái Đức Chúa Trời không phải vậy. Tầm nhìn của anh em mình là tầm nhìn đời đời, không cùng không tận. Cho nên mình phải sống và đầu tư vào cõi đời đời. Và hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn tham gia vào kế hoạch đời đời. Lạy Chúa hãy trang bị con, lạy Chúa hãy mở mắt con, lạy Chúa hãy cho con nhìn thấy, để con bước vào cái điều mà Chúa muốn. Anh em ơi, tôi vẫn nhắc lại là khi mình thấy, khi mình nghe, cuộc đời mình mới thay đổi. Mà không thấy không nghe, có thể chúng ta đi với Chúa 30 năm, 40 năm như vậy thôi, không khác gì đâu, bị mù và điếc không thấy. Cho nên Chúa Giêsu khi Ngài giảng xong một bài giảng hay Ngài nói một cái câu ngụ ngôn, thì Ngài nói là: ai có tai mà nghe hãy nghe. Có tai không? Rõ ràng là người nào đứng trong đám đông của Ngài cũng hai lỗ tai, chứ không phải người nào cụt lỗ tai đâu. Mà sao Chúa Giêsu nói ai có tai mà nghe hãy nghe? Vì Ngài muốn tai thuộc linh anh em mở ra, Ngài muốn tấm lòng anh em được thay đổi chuẩn mực trong đúng Chúa, thì chúng ta mới thấy và nghe. Tôi nhắc lại, tấm lòng của anh em quyết định những gì anh em thấy và nghe, không phải là cái lỗ tai, không phải là con mắt, tấm lòng. Cho nên anh em ơi, mình đến với Chúa phải đến với một tấm lòng được rửa sạch, rửa sạch, tấm lòng tha thứ, một tấm lòng bình an, một tấm lòng không còn những điều kêu rêu mắng nhiếc. Cho nên trước khi sứ đồ Phaolô bảo rằng chớ làm buồn Đức Thánh Linh, thì sứ đồ Phaolô nói hãy bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu mắng nhiếc cùng mọi điều cung hạnh. Khi chúng ta bỏ khỏi những sự đó, tấm lòng anh em được rửa sạch bởi huyết Giêsu, thì mắt anh em được mở ra, anh em sẽ thấy, nghe những điều mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt. Và khi anh em thấy nghe, anh em sẽ quỳ gối xuống, thấy mình thiếu thốn, thấy mình cần Chúa, thấy mình phải cầu nguyện không thôi, thấy mình phải cần đầy dẫy Thánh Linh, thấy mình từ trước đến nay: ôi Chúa ơi, con làm gì vậy Chúa? Trước khi tôi gặp gỡ Chúa, tôi cũng nói câu đó. Trước khi tôi gặp gỡ Chúa, tôi vẫn phục vụ Ngài, tôi vẫn rất sốt sắng để làm tất cả mọi điều. Nhưng khi gặp gỡ Ngài rồi, Chúa ơi, mấy năm qua con làm gì vậy Chúa? Buồn cười, nỗ lực con người không thể nào đáp ứng tiêu chuẩn của Chúa được. Chúng ta cần Thánh Linh của Ngài. Amen chứ? Chúng ta cần Thánh Linh của Ngài. Cho nên thách thức của hội thánh ngày hôm nay, tôi nhắc lại, đó là hội thánh đã sử dụng tài năng tự nhiên để phục vụ một Đức Chúa Trời siêu nhiên. Đó là thách thức. Và thách thức này cần phải được tháo gỡ. Anh em muốn hội thánh Việt Nam được phấn hơn không? Amen. Anh em muốn các hội thánh từ Bắc chí Nam tràn dày Đức Thánh Linh không? Amen. Cái điều này phải được tháo gỡ, để mỗi một con cái của Chúa trong hội thánh hiểu rằng lạy Chúa, con cần đầy dày Đức Thánh Linh. Đừng thỏa mãn với những điều tầm thường. Đừng nghĩ rằng Giêsu ơi, con tin Ngài, thế là chấm hết, con có cái vé lên thiên đàng rồi, chích ngừa rồi,
giờ có virus như thế chị cũng không dịp được con, còn chắc chắn lên thiên đàng. Còn lên đó ở trong thùng cạc tông hay không con không quan trọng, miễn lên là được. Và những cơ đốc nhân như vậy đã khiến cho hội thánh yếu đuối và biến thành những tôn giáo không khác chi những tôn giáo khác. Anh chị em ơi, nếu chúng ta không có khác biệt giữa thế giới tôn giáo này thì là tại sao người ta lại đến hội thánh mà lại không đến chùa, đến miếu? Anh em thử đặt câu hỏi đi. Nếu hội thánh không khác cái chùa thì tại sao tôi phải đến hội thánh mà tôi không đi chùa? Anh em thử trả lời tôi coi. Chẳng trả lời được. Và người ta nói đúng. Tôi sẽ đi cả hai. Đi cả hai là may cho anh rồi. Tôi có mặt ở hội thánh cho anh là may cho anh rồi. Lẽ ra tôi chỉ đi chùa thôi. Và tôn giáo như vậy nó bóp ngạt tin lành quyền phép của Chúa. Tôn giáo như vậy khiến cho người ta, người đời và nhiều cái thứ nhìn vào hội thánh của Ngài như là một tổ chức gọi là hoạt động trong cái lĩnh vực mà nó đang quan tâm thôi, chứ còn không có tỏ ra một Đức Chúa Trời siêu nhiên quyền phép. Và thách thức đó, anh chị em ơi, đất nước chúng ta, hội thánh trên đất nước chúng ta đang cần phải vượt qua. Tôi ao ước, vô cùng ao ước. Tôi cầu nguyện với Chúa ơi, hãy phấn hưng hội thánh Việt Nam. Chúa ơi, không bất kể là hệ phái gì, con chẳng quan tâm đến hệ phái, nhưng Đức Chúa Trời ơi, làm cách gì để cho chúng con có thể thấy và nghe được như Ngài muốn, để rồi thần Ngài đổ vào các hội thánh và đất nước chúng con được nhấc bổng lên thiên đàng. Anh em thích điều đó không? Và muốn được điều đó anh em ơi, chúng ta cần phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Không con đường nào khác, không một con đường nào khác, không một đường. Năm 2011 khi tôi nhìn cái chức vụ của tiên tri TV USA, và năm 2018 tôi qua đó, tầm mắt tôi chứng kiến một cái nơi mà phải nói đó, gọi Việt Nam phải là thiên đàng. Tôi tưởng đâu là đất nước mình là chắc là lạc hậu nhất thế giới rồi, nhưng chị em ơi, còn những chỗ lạc hậu hơn. Ôi, tôi sang đó, đường bằng đường đất, nhà ở thì tôi với tay tới đây thôi đó, rồi người ta cứ ngồi trước nhà làm gì đó, cả ngày không làm ăn gì cả. Rồi tôi nhìn vô một cửa hàng thời trang là có 3-4 cái áo treo đó thôi. Sang một cái đất nước mà tệ thế này Chúa. Và tự nhiên tôi cảm ơn Chúa. Tôi nói Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì nước Việt Nam của chúng con tuyệt vời quá. Qua đó anh em sẽ về cảm ơn Chúa nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Đường xa của chúng con rộng quá. Mặc dù dĩ nhiên không rộng bằng Mỹ, châu Âu, nhưng mà thế là đủ rồi. Thanh thang tám thước được rồi, phải không? Rồi cây cỏ nhà cửa đàng hoàng quá, điện nước đầy đủ, tất cả mọi thứ đầy đủ. Còn ở đất nước của họ sao mà như vậy Chúa ơi? Xin Chúa thương xót. Nhưng em biết điều gì mà tôi còn rung động hơn nữa? Là từ cái chỗ nghèo đói đó, Đức Chúa Trời dấy lên một hội thánh biến đổi cả thế giới. Đây là điều mà lòng tôi rung động hơn nữa. Tôi nói Chúa ơi, từ cái chỗ nghèo nàn lạc hậu này mà Chúa dấy lên một hội thánh biến đổi cả thế giới. Cả thế giới đổ dồn vào đó để được chữa lành, được giải phóng, được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Tôi nói Chúa ơi, cái này là chỉ có Chúa làm, chẳng có ai làm. Và tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ là một điểm đến để người ta gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và tôi thấy rằng Đức Thánh Linh đang vận hành trên đất nước mình, đang làm. Chỉ có điều anh chị em ơi, mình phải đi theo tiêu chuẩn của Chúa. Đừng vì tiền, vì danh, vì lợi mà rồi chúng ta gạt bỏ cái tầm nhìn đời đời. Cái đó là đau đớn. Satan nó khôn lắm. Thấy một cái chức vụ nào dấy lên thì nó thấy gì vô anh chán? Nó thấy tiền vô, nó thấy gái vô, nó thấy tình dục vô, nó thấy danh chức lợi quyền vô. Rồi sao anh chán? Sầm bài chè.
Cho nên tầm nhìn của chúng ta phải là tầm nhìn đời đời. Khi tầm nhìn chúng ta là tầm nhìn đời đời, chúng ta mới có thể gạt bỏ tất cả những điều tạm bợ ô uế đó để đi theo Chúa được. Cho nên tôi nhắc lại, tấm lòng của anh chị em quyết định anh chị em thấy gì. Amen. Tấm lòng quan trọng là tấm lòng. Tấm lòng sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời, còn tấm lòng dơ sẽ thấy đời này và ma quỷ. Rất ngắn gọn, nhưng đó là lẽ thật. Và một tấm lòng chưa sạch thì Đức Thánh Linh chưa thể vận hành. Chưa thể. Ngài muốn nhưng không làm được. Ngài muốn nhưng Ngài không vận hành được. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta hãy nhờ cậy ơn Chúa, quỳ gối xuống và nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn sống với một tầm nhìn đời đời. Con muốn sống với một tầm nhìn rằng Chúa có thể sử dụng chúng con, sử dụng hội thánh chúng con biến đổi thế giới. Và nếu chúng ta ước ao điều đó thật lòng, Chúa là đấng có thể làm. Bằng chứng là tôi đã sang cái đất nước châu Phi đó, tôi thấy đó. Mọi sự đều được cho những người nào tin. Amen chị em. Đó là sự. Anh em thấy hôm nay được ánh lại không? Xin Chúa ban phước cho những anh chị em đang theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Nguyện Đức Chúa Trời dấy lên trong lòng của anh chị em đầy dậy Đức Thánh Linh, để anh em sống cho Ngài, nhìn thấy những điều tuyệt vời cho Ngài. Và xin nhắc lại với anh chị em đang theo dõi hội thánh, đạo Chúa không phải là một tôn giáo, mà đó là chúng ta đang xây dựng mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ đó càng lớn, anh chị em sẽ càng được đặt vào những nhiệm vụ lớn hơn. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Okay. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Amen. Mình cầu nguyện cho những gì mình nghe, mời hội thánh chúng ta đồng đứng ạ.